xe máy điện VinFast Clara có giá từ 21 triệu đồng. Theo đó, trong thời gian đầu, giá của xe VinFast Clara dùng pin lithium-ion là 35 triệu đồng trên một xe cho lô đầu tiên và 39,9 triệu đồng một xe cho lô thứ hai. Trong khi đó, giá xe VinFast Clara dùng acqui axit trì chỉ còn 21 triệu đồng trên một xe cho lô đầu tiên và 25 triệu đồng trên một xe cho lô thứ hai. Tuy nhiên, mức giá bán trên được áp dụng trong thời gian chính sách đặc biệt có hiệu lực và kết hợp cùng chính sách giá 3.0 của VinFast. Cụ thể, trong giai đoạn đầu, VinFast sẽ không tính chi phí khấu hao, không tính chi phí tài chính, bao gồm lãi phải trả các khoản vay để đầu tư xây dựng nhà máy, vốn lưu động, vào giá thành sản phẩm và không tính lãi. Giá bán sẽ bằng đúng giá thành sản phẩm theo cách tính nêu trên cộng với chi phí bán hàng. Riêng sản phẩm đầu tiên đã ra mắt thị trường là xe máy điện Clara, VinFast áp dụng thêm mức giá ưu đãi đặc biệt bên cạnh chính sách giá 3.0 đã có. Tổng mức ưu đãi cao nhất lên đến gần 40% giá thành sản phẩm theo nguyên tắc 3.0. Theo đó, mức giá 3.0 của xe VinFast Clara phiên bản pin lithium-ion là 57 triệu đồng, phiên bản acqui axit trì là 34 triệu đồng. Khi áp dụng thêm chính sách ưu đãi đặc biệt, giá của xe VinFast Clara dùng pin lithium-ion chỉ còn 35 triệu đồng cho một xe cho lô đầu tiên và 39,9 triệu đồng một xe cho lô thứ hai. Tương tự, giá xe VinFast Clara dùng acqui axit trì chỉ còn 21 triệu đồng trên một xe cho lô đầu tiên và 25 triệu đồng trên một xe cho lô thứ hai. Hết thời gian áp dụng chính sách đặc biệt, giá xe VinFast Clara sẽ được điều chỉnh dần về lại mức 3.0. VinFast Clara sẽ phân phối chính thức từ ngày 17 tháng 11 năm 2018. Tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy điện VinFast khởi công tháng 9 năm 2017, có quy mô và sự hiện đại bậc nhất khu vực. Sản phẩm chính là xe ô tô chạy xăng, ô tô điện và xe máy điện. Ngày 3 tháng 11 năm 2018, VinFast đã đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất xe máy điện, đồng thời công bố mẫu xe đầu tiên là VinFast Clara với hai phiên bản. Hiện, VinFast đang trong quá trình phát triển dòng xe ô tô điện, ô tô chạy xăng đi trong nội đô thành phố và ô tô buýt điện. Sau đây là thông số sản phẩm xe máy điện VinFast Clara sẽ phân phối chính thức từ ngày 17 tháng 11 năm 2018, được cấp giấy chứng nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam, có khả năng chống ngập nước cao, di chuyển không gây tiếng ồn, không xả khí thải, tích hợp tính năng thông minh vượt trội và tiết kiệm chi phí đáng kể so với xe chạy xăng.